Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món bắp mà mọi người, bắp Mỹ luộc mọi người, với uống cà phê sữa đá mọi người, với bánh hình mọi người. Đây mọi người, bắp Mỹ luộc mọi người. Ly phê sữa đá mọi người. Bánh hình mọi người. Mời mọi người vô ăn thôi mọi người. Bắt mọi người. Bắp ngon rồi, giòn ngọt nước nè. Mềm. Không quá gì hay lộ tại cái lộ của mình. Nhưng ngoài cái nó nhăn nhăn giống như cái da nhăn nhăn mà bị khô mà. Không phải da mà nó căng, nó bóng, nó mướt mà. Nhưng mà nó vẫn giòn mà, giòn ngọt, không có đều rồi. Kiểu như nó căng mỏng đúng mà. Còn cái này nhìn nó hơi vậy. Hơi lắm. Này bánh ăn mọi người. Bánh ăn là để vô cái khuôn cái ăn ra mọi người. Cảm ơn bánh ăn mọi người. Ở miền Nam, miền Tây này kia đặt tên dễ hiểu lắm mọi người. Đây mọi người. Bánh da mọi người, bánh mềm mọi người, hoặc nhẹ mọi người. Chắc là bọt với lượng luôn. Nó ngọt nhẹ, nó không bị rắc luôn. Nhân bánh nó uống nước trà ở sải luôn. Còn loại bánh mà như có loại có nhân mà bánh lên có nhân mà nó có ấy nhưng loại này giống như loại đơn giản ra bản mà bánh lên này với mấy cái bánh không mấy cái bánh kia kia bánh dẻo hơn hay gì mà bánh tam sắc luôn mà bánh nó nhỏ hay ăn mà với bánh lên này bao đắng luôn.
bánh dẻo, kẹo dẻo đồ mà xin gum á. Cái kẹo dẻo này kia thấy giờ cũng còn bán mà. Hay ta hay ăn mấy kẹo mấy con này con kia mọi người. Thì kẹo dẻo mà. Nhỏ cũng hay ăn rồi đó. Giờ lên mạng thì bán đủ thứ mà, gì cũng bán, mấy bánh nào đó cũng có luôn mà. Giòn cái bắp ăn ngon ngọt nước mà. Giòn ngon ngọt nước. Cái bánh in này nó ngọt luôn rồi, cái nó không bị gắt mà, kiểu ngọt vừa luôn rồi, ăn nó kiểu vừa ăn luôn rồi, ăn nó ngọt thanh, nó không bị gắt cổ luôn rồi, ngon luôn rồi, ăn bánh uống trà sảy luôn rồi. Cà phê sữa đá thì ngọt ngọt, nó hầu đắng đắng rồi, tại tôi uống hầu đắng quen rồi, ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi chiều thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người.